师傅，师傅，师傅啊！师傅为em chơi chim sao mà thi toàn rớt không vậy sư phụ? Có dấu ngờ gì không? Có biết. Đồ tình hình bữa nay qua có con chim nào sư phụ cho một con chim đi sư phụ. Không làm mà đòi có ăn, ăn đòi quẩy nha. Đồ. Ông nghĩ sao tôi bày ông nghề, ông làm ăn nên làm ra, ông bày tôi chơi chim toàn rớt không không? Rồi sao con này ông tặng tôi hay sao? Con này sao tặng ông? Đồ. Đồ ông nghĩ sao tôi bày ông làm nghề ăn nên làm ra, ông bày tôi cho chim toàn rớt không mà con này ông phải tặng tôi chứ. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là sư phụ của mình nha cả nhà. Sư phụ của mình bày mình chơi chim. Đâu? Mà con này là tóm lại là ông tặng tôi phải không? Đù bọng hay ta. Con này ông tặng tôi hay sao? Để tôi đi lượm giải á. Đúng không? Nghĩ sao á ông? Tôi mua 2 ly nước mía qua đây mà ông nghĩ sao? Giờ con này ông tặng tôi sao? Đồ con này đẹp ghê cả nhà. Còn cái lông màu. Ồ nó thay lông còn lông màu nữa xong hả? Ồ đẹp 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 nha cả nhà. Quá đẹp luôn. Con này đẹp lắm. Nói giỡn với cả nhà thôi nha. Đây là nhà bạn Toàn. Bạn Toàn, anh em nào mà theo dõi video thì cũng biết. Bạn Toàn là cái người đưa mình vào cái ngành chơi chim nha. Còn mình thì truyền cho bạn Toàn cái nghề nội thất. Đó, hai anh em đổi cho nhau cả nhà. Con nào nữa vậy? Đủ tí nữa xách ra ngoài nắng coi chứ đây sao coi được. Trong đây nó tối quá, bóng cây tối quá. Đồ, bội mấy thăng long hả? Tặng tôi nữa hay sao vậy? Mấy thăng long. Tặng không? Có tặng không? Không, chim gì tặng không? Thì không tặng cầm ra làm chi cha. Vậy là cái con này tặng đúng không? Thử hay là tặng hay là sao? Con này tặng hay sao? Không, ý là con này ông tặng tôi hay là ông bán tôi? Để tôi biết, tôi đem lòng qua đây mà. Tôi đem lòng qua đây để tôi đem chim dời mà. Đây nè. Thấy không? Giờ cái con đây tặng hay sao? Để biết này ông. Để vô nó hợp lòng không ạ? Đù sao không hợp, nghĩ sao không hợp không đủ. Cái này ghê quá, rất hư lòng. Thôi để đó ha. Chỗ này quay mờ tới thui tới lùi à? Không được, tại vì quay ra cái đám tiêu nó tối lắm. Giờ có cái chỗ nào khác không? Hay đợi trên hè hay đợi đâu cũng được. Vậy là bây giờ tặng cái con chim trên đây nó quay còn có lý hơn á. Rồi ông tặng tôi con làm vuông đây hay sao? Tôi phải tặng ông cái con nào mà hay nhất nhà chứ. Hay nhất nhà hả? Tặng chim chó cũng được. Rồi tặng, ý là tặng không hay là có tôi có mắc cái gì không ông? Mắc cái gì? Hả? Hả ông sư phụ? Mắc gì? Ông thích mắc cái gì? Ý là ông tặng con đây đúng không? Mà con đây nó hay không? À. Nó hay không? Hay chứ. Lấy giải được không ông? Lấy được chứ, được chắc chắc 100%. Được chắc 100% luôn đúng không? Tình hình cái con chim này mình biết con chim này nha cả nhà. Con chim này của bạn Toàn nuôi lúc nó chưa thay lông, nó đánh cũng tốt lắm. Đánh nói chung là cũng đều, đánh đều tốt lắm. Nết cũng hay nhảy xòe. Hiện tại thì cái bộ lông này nó cũng tầm khoảng 80%. 80% có hơn rồi nha cả nhà. Ô đây. Bạn Toàn vừa bỏ một cái con đây. Cái con này là con gì không?
bổi luôn hả? Bổi luôn. Bổi nuôi được bao lâu à? À, 2 năm 5 tháng luôn. Ui, cái con này nó nở cái bông đít ra đã ra ta. Con này bổi 5 tháng nha cả nhà. Bổi 5 tháng. Con này cũng 5 tháng. Con này thì 3 mùa. Chưa xong lông, bây giờ nhìn nó hơi dạng như lông lá nó xếp, nó chưa có đều cả nha. Nó còn thiếu lông á. Đó, nhìn cái bụng là thấy lông nó thiếu á. Sao không? Nói cho tiền bạc rõ ràng, chim chia sẻ nhiều, nói giá anh em khán giả thôi, người ta còn biết nhiêu tiền không? Hả? Đồ chim mà ai mua 3 triệu còn 3 triệu không? Ông thấy giờ ông đi mua một chỉ vàng, ông mua một chỉ vàng 7 triệu, bước ra khỏi tiệm vô lại nó cũng còn 6 triệu 8. Con này 3 triệu, để 2 triệu được rồi. Nó nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho nó ra.